từng bát phở được thêm topping như thịt tái, nạm, bắp lõi, bắp gân, thịt nhừ, hành lá. Thịt bò được nhúng thoăn thoắt vào một nồi nước dùng đang sôi nghi ngút khói, ninh từ 50kg xương bò các loại trong 20 tiếng. Thành phẩm tạo ra là một bát phở bò hấp dẫn, ngon đúng chuẩn hương vị Hà Nội. Điều thú vị của quán là bán phở kèm cơm nguội miễn phí để ăn cùng. Cơm được chia vào những chiếc nồi nhỏ, đặt vào từng bàn ăn, đem tới cho thực khách trải nghiệm về một món ăn quen thuộc thời bao cấp. Mình cũng là, nếu mà nói tuổi thì cũng là gần như là cuối của thời bao cấp rồi. Cũng trải qua, cũng biết lúc khó khăn, khổ, mình đi mua phở về và cho cơm nguội vào ăn, cả nhà ăn là mình đã trải qua. Từ cái việc đấy là mình cũng ấp ủ mà mở một cái quán là thêm cái cơm nguội để cho mọi người ăn. Nó cũng là một món kiểu là mình nhớ lại hoài niệm. Nghĩ mới đầu ra nó cũng chỉ giảm một chút là một hai nồi cơm, nhưng mà đến bây giờ thì nói chung bây giờ một ngày bây giờ cũng mất khoảng 30 cân. Ở gạo thì mình cũng như ăn là ngày thôi, gạo tám bình thường thôi. Anh Thanh, chủ quán, chia sẻ quán của anh phục vụ khách hàng từ 5 giờ sáng đến 14 giờ chiều và từ 17 giờ đến 21 giờ tối mỗi ngày. Độ tuổi của thực khách tới quán của anh rất đa dạng, từ những bạn trẻ đến những thực khách đã ngoài 60 tuổi. Tôi đã từng ăn phở ở quán này, mà quán này cũng mới mở được hơn 3 tháng nhưng là rất là đông khách. Cái thứ nhất là sạch sẽ, ngon. Cái thứ hai là đầy đủ các món, và cái món cơm nguội cho vào phở là món truyền thống của dân tộc đông tôi rất thích. Đấy, cũng ăn thêm khoảng 2-3 thìa cơm nguội vào thì nói chung là lo đến trưa luôn. Một lần thì tôi ăn 3 lần, nói chung là nghiện phở người Hà Nội. Tôi cảm nhận là phở ở đây nước nó thanh và thịt mềm, bánh phở mềm, ăn rất là ngon. Nó cũng tương đấy, nó cũng truyền thống đấy. Mà bây giờ nó ngọt xương nhiều hơn. Ngày xưa thì hay cho mì chính nhiều. Nhiều thực khách cho biết lý do họ quay trở lại là bởi phần thịt có độ tươi ngon. Đặc biệt các thực khách đều rất ấn tượng với việc quán cho thêm cơm nguội để ăn cùng phở. Những thực khách lớn tuổi như được quay trở về một lần nữa những ngày Hà Nội xưa. Giá bán của mỗi bát phở dao động từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng, tùy thuộc vào lượng topping đi kèm.